ngả ra thì chúng ta sẽ có một cái chế độ nằm cực kỳ thoải mái nên nó sẽ giúp cho con man cũng như là túi khí vận hành Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Vâng, tiếp tục một cái mẫu ghế thuộc phân khúc trên 20 triệu Mà thực sự tới địa thời điểm bây giờ Ngọc Gia Ban đánh giá là đang là mức giá rất là tốt Với cách đây khoảng độ tầm 2-3 tháng thì mẫu oh 5970 này đang có mức giá khoảng độ tầm trên 30 triệu Nhưng đợt này thì thực sự là đồng man nó đang thấp Và những cái giá vốn khi mà Ngọc Gia Ban nhập những chiếc ghế này về nó giảm đi rất là nhiều Khiến cho cái người được nợ nó là những cái người khách hàng như các bạn và chúc các bạn sẽ tìm được cái chiếc ghế phù hợp với mình và đây là một trong những chiếc ghế để các bạn có thể tham khảo. OH5970 là một trong những cái mẫu ghế massage thuộc năm sản xuất 2016 2017, một trong những cái mã rất là cao. Điểm giống của dòng OH5970 này đó là ngôn ngữ thiết kế nó giống y hệt như là dòng 960 970 và sks 6700 nhưng uh, lý do tại sao mà chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt của dòng uh, OH5970 đó là các bạn có thể thấy cái tấm sưởi uh, nhiệt mà Ngọc japan vừa cầm trên tay và hai bên cạnh sườn của nó thì nó giống ý hệt uh, 960, 970 nhưng chúng ta có thể tinh ý, chúng ta có thể nhìn bảng điều khiển nó sẽ khác hơn và cái đường may của cái dòng uh, OH5970 này thì nó có cái miếng da 3D tức là nó hơi vân vân, nó khác hơn một chút so với dòng 960, 970 đây là một trong những cái bản được mệnh danh là trong cái thế hệ là ông vua giường nằm tức là chiếc ghế này khi mà nằm ra thì nó rất là thoải mái một trong những cái mẫu ghế massage mà ngọc gia ban đánh giá là khi nó ngả ra thì chúng ta sẽ có một cái chế độ nằm cực kỳ thoải mái nên nó sẽ giúp cho con năn cũng như là túi khí vận hành chi tiết hơn và chuẩn xác hơn tới các cái bộ phận mà cái bài đánh nó đưa tới để massage cơ thể cho chúng ta và thêm một điều mà ngọc gia ban cũng thích đó ở dòng oh 5970 này đó là cái bài vặn mình của nó rất là hay bởi vì cái lượng túi khí của nó giải nhiều tức là vai ở đây các bạn cũng có thể thấy nhá và ở hai bên hông rồi là ở hai bên cạnh sườn của chúng ta và dưới lòng bàn chân thì cái bản này thì nó thoải mái hơn tức là cái khe của cái túi khí nó rộng hơn nên chúng ta dễ dàng đưa được cái bàn chân của chúng ta vào bên trong và thêm nữa là ở dưới đây thì nó sẽ có bi bấm huyệt kết hợp với cả túi khí đó là một trong những đặc điểm đặc trưng của cái dòng ghế massage nội địa nhật rồi hai bên cái tấm túi khí này thì nó rộng hơn và khi chúng ta đặt chân vào thì hai túi khí nó sẽ tăng cái nực hơi để nó bóp miết cái bàn chân của chúng ta xuống một cách tốt hơn. Đây là một trong những cái ưu điểm của dòng OH5970. Xét về bảng điều khiển của 5970 thì nó dễ sử dụng bởi vì nó các có hoàn toàn là các phím cơ nên là chúng ta chỉ việc chọn những cái bài đánh phù hợp với chúng ta dựa trên những cái hình ảnh mà họ đã mô phỏng tương tự ở trên những cái phím điều khiển ví dụ như bài toàn thân thì nó sẽ miêu tả là uh, toàn thân của chúng ta đang nằm trên chiếc ghế hay là bài chuyên sâu về cổ vai gáy thì mỗi một bài nó sẽ có một cái tượng hình khác nhau để chúng ta dễ dàng sử dụng đây thì rất là phù hợp với những ai có tuổi bởi vì những người có tuổi thì chúng ta thường hay chọn trực tiếp luôn vào cái bài tự động và đây là một trong cái ưu điểm của những dòng ghế massage nội địa nhật À, thực sự với phân khúc trên 20 triệu thì hiếm có một cái dòng nào mà có thể là có cái nhiều tính năng và cái mức giá phù hợp như vậy. À, oh năm OH5970 là một trong những cái mẫu ghế massage đời cao nên con ăn của họ đã tối ưu rất là nhiều. Con ăn silicon kết hợp với cả à, lượng túi khí nó rơi lên tới khoảng độ tầm 36 túi khí và điện năng tiêu thụ cho một chiếc ghế như thế này thì nó chỉ rơi khoảng độ tầm à, 20.000 tiền điện cho các bạn nếu chúng ta dùng à, trong vòng à, À, một tiếng trên một ngày thì đây cũng là một trong ưu điểm rất là lớn bởi vì trung bình mỗi một cái bài đánh của dòng ghế massage thì nó sẽ rơi khoảng độ tầm 19 phút cho đến khoảng độ tầm 15 phút thôi nên là các bạn ngồi một tiếng thì tương đương các bạn ngồi khoảng thời gian cũng rất là là nhiều là thoải mái rồi thì nếu các bạn có nhu cầu ở cái phân khúc trên 20 triệu mà rất là xứng đáng như thế này thì các bạn hãy liên hệ với Ngọc Japan cho số điện thoại 097 494 5555 mình sẽ gửi ảnh chi tiết và quan trọng nhất là mình sẽ tư vấn để giúp cho các bạn thấy được cái sự hiệu quả cũng như là phù hợp của chiếc OH5970 này với gia đình của mình.